Và đã có những điểm số đầu tiên dành cho đội xanh và cả đội đỏ nữa. Lại một lần nữa chúng ta đã thấy kết cấu của robot tự động của GART 5620 cực kỳ ấn tượng. Vâng, có 3 điểm đầu tiên dành cho đội xanh. Dấu tự động của đội đỏ được kích cho những người Lego Master và đồng hồ của mình. Tuy nhiên trong trận đấu ngày hôm nay có điểm số đó là gì? Và một chiến thắng tuyệt đối nữa đã có cho ngày hôm nay. Xin chúc mừng đội xanh đến từ K62 đỏ người. Xin chúc mừng. Xin mời